Sự phù hợp giữa lời khai của Thịnh và lời khai của Cầm về cơ bản giúp chúng ta làm rõ được nhiều vấn đề. Căn cứ vào những tài liệu điều tra thu thập được, việc phân tích dữ liệu kết hợp với lời khai của các đối tượng và đặc biệt là thông tin từ USB do Đinh Hoàng Đức để lại ở nhà ông bà, có căn cứ xác định kẻ cầm đầu xoay chuyển nhóm lợi ích chính là Lê An Hùng. Tôi đề nghị ngay lập tức tập trung lực lượng triển khai phá án. Không chỉ dư luận trong tỉnh mà cả nước đều hướng về Đông Bình. Một số nhà báo chuyên săn tin còn bóng gió trên mạng xã hội là tới đây sẽ xảy ra địa chấn. Nói thật với anh, tôi đang cảm thấy rất lo lắng. Liệu rằng... Chị xem đi. Báo cáo các đồng chí, tôi xin tạm tổng kết lại như thế này. Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến nội dung trên đều được lưu lại bằng văn bản. Xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. Chào anh Sang, tôi Hữu đây. Xin lỗi anh, Hữu nào ạ? Tôi Hữu trên Trung ương đây. Tôi gọi mấy lần nhưng không thấy anh gọi lại.